dành ra cho anh nhận ra. Hello anh em, mình Trường Ý. Thằng này Mày à, vợ Sao thằng này mình chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Ngân Hà. Ngân Hà thưa mọi người. Ok, ngày mai sẽ có bạn đến đây một tin rất là vui cho tất cả bạn. Vui men. Vui. Đó phải là vui đi. Vui vì ngày nay thì thằng Long hôm nay đi vào Nghệ An và có người ạ. Đấy là vui đấy. Thì bây giờ mình sẽ lẩy ra ý tưởng chôn cho con vợ Ngân Hà. Mình hiểu không? Khóc rồi đâu. Nhưng mọi người nhá, khi mà chụp. Khóc lắm, không khóc đâu. Anh em tranh thủ bố phim cho em. Tên của Trường là Trường Hí á. Trường Nhung về lót. Ok, thì bây giờ mọi người Trường tự nhiên lẩy ra cái ý định. Nào chứ tự các em lẩy ra ý định chôn con vợ gần này. Là ý là Long nó lại trong các kiểu vào trong Nghệ An mà Trường sẽ được nhiều phần nữa. Kiểu không cố lại xong sẽ được các chị em phục vụ các kiểu. Ừ, xem phản ứng của Ngân Hà như thế nào. Thế chắc không sao nhỉ? Chẳng biết. Lò nóng kín phòng suốt từ tối ra ăn cơm ở nhà trường xong này. Đấy, nó đóng kín phòng từ tối ra. Buồn đấy. Chắc buồn. Chán nữa. Kiểu thu đi để lại là bảo anh đi lại cho nàng. Buồn. Chẳng đen. Bây giờ nhé, bọn mình sẽ bảo mình sẽ trêu để cho nó xem phản ứng nó sao, chắc chắn được chứ. Anh nghĩ nó bình thường thôi, tại vì cũng phải yêu lên đấy. Phải yêu lâu thôi. Yêu lâu. Nó chỉ vui bực bội. Kiểu bực cùng thì chắc không bực bội đâu, nó che giấu cảm xúc. Chuẩn đen. Đang ngủ hay sao ấy? Chẳng biết làm cái gì. Mà cười đi em. Vừa anh gọi đi làm kèo đi Long rồi, Long rồi chung quanh nó rồi. Mấy em đi vào nhà chú bọn em xong đang gái thất thị. Mà có vợ đấy, con cái tóc hồng với to anh em. Còn đẹp con đen. Ông cổ quá nhỉ. Ôi, quá ra mà. Cái đoạn đấy em còn sợ thằng Long nó còn thở cơ. Em thật. Đâu? Ơi, dậy. Hà nhá, một đường thắc mắc. Câu chuyện của ba anh em mình liên quan gì đến cái Hà? Quên à? Bây giờ em cũng đẹp mà, bây mọi người đang khen mấy chị đẹp đúng không? Nhưng mà câu chuyện này liên quan gì em? Đây là anh đang kể câu chuyện với anh gọi thuê tham cho kèo chứ không? Em nói liên quan đến em không? Còn dữ liệu ạ? Tự nhiên em lại nói chuyện vào đây, ai cho nói chuyện rửa hôi? Nhưng mọi người vào đây nói chuyện làm chính xong rồi kia mà. Ở đây phòng anh Trường mà. Vợ tôi nói chuyện là với tôi gọi thuê tham mà chồng thằng gái. Cái gì ạ? Áo chạy. Áo đấy xinh đẹp vậy. Anh nhìn lại bản thân soi gương đấy. Đừng nói. Chẳng trai đẹp đấy. Đúng. Nói chung là cái thằng em mình. Không anh đỏ. Nói chung là thằng em kèo như năm nó đẹp đẹp ra ấy. Phan đơ nhiều lắm. Nhiều kiểu. Em được phải đứng dãn với cả. Có phải. Suốt quả nào là vào quả đấy ngay. Ôi, có liên quan gì đâu nhỉ? Liên quan gì đâu. Đây mà là vợ mà là Hà. Ô, vợ Hà ngáo à? Ừ, nhờ. Đang mình vợ chồng mình đang nói chuyện kiểu gì Long. Vợ chồng Long này. Mình Hà này sao? Làm muối mà. Ui, bà chị đấy à, chân đùi trắng nõn, ai chấm bi như kia. Hoa hồng có hoa hồng nào rồi cũng được không? Hoa hồng chấm bi. Mà lại còn không một lúc nữa vẫn nhỉ? Quá. Bà chị gì mà lại ôm cổ nhau? Mời chào. Nhưng mà chị gì mà trẻ thế? Mà trẻ thì đổ ra như người bà người ta. Nhưng mà liên quan gì? Nhưng mà liên quan gì đâu Hà, nhưng họ quan tâm thế. Anh hỏi là em đang gặp cậu em không, em đi ăn với chị mấy
tôi quên. Nãy nó đã dặn rồi không nói rồi, anh cứ chán thật. Nhưng mà anh quên, anh ngớ mồm mà. Chứ anh có nói đâu, anh thực tế thằng Long lúc đấy là nó đi với ba em. Anh có con. Đừng có mõm thì gọi bên khác cả tiếng của mình. Thôi tuổi gì, trông vừa xấu xấu vân vân. Vừa chồng gọi phía tham Long cả tiếng hồ này. Này nhìn đi nè. Một tiếng rưỡi. Nè. Đầu. Anh em tao chuyện riêng rồi. Cái con gì? Hà vào. Hà vào. Rồi gì? Rồi gì? Long còn phải mặc áo có chữ hờ A, chắc chắn nó vào đấy nó sẽ mặc áo hờ A này. Ừ. Không biết là hờ A tức là Hà ấy. Hà Anh, Hồng Anh, Hồng Anh, Hồng Anh. Ui, cái lúc mà nó gọi con Hồng, con tóc Hồng là Hồng Anh hay sao ấy. Ôi, chồng hết đi. Nhưng mà cái áo đây là em chọn nên nó. 2000 years later. Bộ chứ, nó mặc vào chứ không cần. Thôi, bây giờ thôi. Thôi em đứng từ về đi em. Thôi vợ chồng mình với cả dung ra ở kia đi. Thật. Nói chung là vào trong này mát đủ rồi. Mát đủ rồi, nói chung là tối nay. Đi tối nay Long. Thôi, rồi đi thôi, thôi chết ra nhá. Tối nay Long được đi không theo. Không theo. Không theo. À kìa kìa. Long không theo. Long không theo làm sao? Ôi trời ơi. Chị cay nhỉ. Đầm này chắc là với chị nào thôi. Alo. Đang làm gì rửa? Xong. Thật á? Thật à? Thật. Không không đùa. Không đùa luôn. Gái tóc hồng đúng không? Đang chơi trai. Mày đi về chả bỏ gì, chả rủ về chán thế. Chán thế toàn đi chơi mảnh, chắc có ai rồi. Chắc có mấy chị nào các kiểu rồi, không nên là không rủ đi cùng, kiểu người ta lại tưởng là đấy, thật là lại chả ai thèm tán nên là mới không rủ đi cùng. Có mấy anh đẹp trai quay to này. Hả? Có mấy anh đẹp trai quay to này phải rủ. Thế thì sao không rủ chị xuống cùng cho chị chung với mày, mà mày bảo là có phúc cùng hưởng cơ mà. Mà thế thì đi mảnh. Mày ba xuống. Không. Chán thế, vừa anh Trường gọi là cái gì mà em dai lắm, có mấy chị ngồi cạnh ngồi to các kiểu ngồi sát thế. Eo. Phải không? Thôi, không phải như thế. Có thì nhận đi. Có đúng không? Đi xuống nhà bác mà. Thôi, bác gì? Bác tóc hồng đúng không? Bác tóc hồng. Bác vụ to. Chả gì, mày không phải cười. Mày biết tao ghen lắm không? Ai thèm ghen, chả ai ghen. Chán thế. Bật cam lên xem đang làm gì ấy. Bật cam lên xem đang làm gì thế. Vừa gọi. Tắt điện thoại nhá, tắt nhá. Đừng. Từ từ, mày đi mà tắt thì đừng mặt nhìn mặt chị mày nữa. Bật cam lên. Ui, gà trắng. Ôi dồi ôi, gà trắng anh hiểu rồi. Đang trong nhà nghỉ đúng không? Ui, ai á? Ui. Ai đấy? Đẹp dai chứ. Còn người yêu chưa? Còn người yêu chưa? Còn Long là chưa có rồi. Chán thế. Thôi còn mỗi Long rồi. Long ơi, còn anh nào nữa không? Thôi bác đi ngủ rồi. Hả? Tao không ngủ. Nhưng mà quay phòng em có gái không? Không, quay phòng cho em cậu gái. Úi dồi ôi, ui. Động kìa, ui, động, một động luôn kìa. Ôi ôi. Hỏng rồi. Thôi, không cậu gái, anh chỉ mõm vãi. Mõm đâu, chắc là lúc đấy nó đang đi chơi, bây giờ nó về nhà rồi chứ. Thế mà lại đi chơi đâu? Mà anh Trường gọi bảo là ngồi với mấy chị nào
ngon thế, chân dài. Sao ngồi trước xe? Trước xe mà có gái. Lấy đâu ra? Em trường điều à? Có gái, em có mối chạy à? Em trường điều à? Chả điều. Ông trường mẹ. Thôi nhá, rồi không có gái được rồi. Mày ném phén xem. Mày ném phén xem. Từ từ. Tắt rồi. Vội thế. Từ. Hả? Tắt rồi. Nó chưa đọc khẩu lệnh mà. Khẩu lệnh là cái gì? Hả? Cái này bí mật. Khẩu lệnh gì? Ghê nhỉ. Còn khẩu lệnh kiểu khẩu có chứ. Luật mà. Thật. Với em sống với em là phải sống theo luật. Hả? Chưa đọc khẩu lệnh mà đã tắt. Mày ghê rồi. Hả? Khẩu lệnh gì? Hả? Quên rồi. Quên rồi à? Nhưng mà quên rồi à? Quên rồi. Rồi. Mẹ. Khẩu lệnh gì mà chị không biết là khẩu lệnh gì? À? Gọi làm gì? Em yêu chị. Em yêu chị. Cảm giác cho anh nhận ra. Bảo em yêu chị thật. Hả? Đây khẩu lệnh này em yêu chị. Đây là khẩu lệnh em yêu chị có nghĩa là kiểu tình cảm chị em mình mãi. Thôi. Chị em kiểu anh em chung với nhau là phải theo một cái có cái gì đấy riêng ấy. Khoái. Khi nào mà giống khi nào mà kiểu có một nhóm nào mà chơi chung một chân mà kiểu sống chết với nhau là xăm hình kiểu một nhóm ấy. Không, thì đây là bọn em là sống theo khẩu lệnh. Không nghe kiểu chủ bài mọi người. Thôi, bye mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.